slick talker since a jit. Winter time, all the time, ooh. Look at the way that I move. Swag. Disrespectful and I'm rude. Okay. I had cocaine in the school. Thì luôn nhìn quay trở lại với nhau rồi và tiếp tục cái series đi tìm trái ác quỷ thì nhặt được trái nó ăn trái đấy luôn nhé. Thì ok, đây là cái trái đầu tiên của chúng ta thì nó cách đây cũng có 100 mét thôi. Tại sao mới hôm nay Kingdom Row là cái nơi mẹ sản xuất ra trái ác quỷ lắm đấy. Mẹ nó cay, toàn ở Kingdom Row thôi. À từ từ mình thấy cái trái gì đấy. Ui dồi, thôi xong rồi. Cái màu tím tím này là chỉ có một trái thôi anh em ạ. Trái chóp. Mới trái đầu tiên mà đã hơi xui xui rồi nha. Ôi, mới trái đầu tiên hơi xui xui rồi nha. Ôi, yeah. No. Trái phượng ích của mình. Trái phượng hoàng. Thôi, trước khi bỏ trái phượng hoàng mình phải đi săn một con boss đã. Chứ không tiếc lắm. Đang ăn trái phượng hoàng tự nhiên lại phải chuyển qua trái chóp, nó tiếc vài đái luôn anh em ạ. Mà chán vừa cơ lờ anh em ạ. Thế nó cay chứ. Trái đầu tiên mà admin đã cho cái quả như cứt này rồi. Thôi toàn rồi. Thế em mong 4 trái sau trái xịn nhá. 4 trái sau đều là trái xịn hết thì là tốt. Đánh phải đánh một con boss rồi đỡ tiếc cái trái phượng hoàng này vậy. Cày quá. Mới trái đầu tiên, mới khởi đầu một ngày mới. Đang nhặt rau, đang nhặt rau nấu cơm thì tự nhiên nó sờ bàn. Trái như một thằng điên đi lượm và cái kết. Được ngay cái trái như xịt này. Không sao, trái chóp cũng xịt mà. Ôi. Ủa con này con chim cụt cả bay không được. À rồi. Ok. Đây. Xử lý con boss diamond bằng cái trái phượng hoàng này. Canon này. Fast kick này. Từ bật này đi, đánh cho nó sung. Này, rồi. Lão này. Ok, không biết có dùng kiếm được không ta? Chắc là dùng được anh em ạ. Không, không dùng được kiếm. Ôi dồi. Ui rồi. Ui rồi thôi, bật đi. Tắt đỡ tốn mana. Đó cái trái phượng hoàng cũng xịn nha anh em. Mình cũng thích dùng phượng hoàng phết đấy mà nó lại sờ ba mẹ quả chóp cho mình thôi ăn cứt rồi. Thế nên là ăn cứt rồi. Một phát canon vào mồm này. Fast kick vào mồm này. Hồi máu phát coi. Ở trái này hồi máu ngon nha anh em. Ngon cực luôn, hồi máu ngon cực kỳ luôn á. Mà đó nhất là cái dạng full body thế này. Khá là ngon đấy. Ok, ok. Thôi, biến lại thành hình người đi. Thấy săn con boss mà hơi cực khổ nhỉ. Thôi, đánh nghiêm túc này. Đánh nghiêm túc cho nhanh phát coi. Rồi, đây. Đấy. Canon này. Fast kick đấy. Cực kỳ ngon luôn nha. Nói chung là mình cũng khá thích cái trái này đấy. Chỉ gọi là lỡ đặt thử thách rồi là phải làm. Đúng không? Đặt thử thách mà không làm thì đặt làm gì? Ok ok ok. Ok. Rồi, rồi em ơi. Láo chó này. Một đà nữa chết. Nhưng mà được cái là cái này nó chỉ có 2 chiêu tấn công thôi anh em ạ. Cho nên nó cũng hơi bất lợi. Có 2 chiêu tấn công duy nhất rồi, ok. Mình sẽ kết thúc cuộc đời của con này bằng cái trái này. What? Rồi đây xong, ok. Bây giờ chúng ta sẽ ăn cái chóp vào này. Định mệnh cuộc đời. Cay thế nha. Ok, ngồi đợi trái thứ hai nào. Ok ok ok, thì bây giờ cái trái thứ hai nó cũng đã ra rồi nha. Hiện tại bây giờ mình đang ăn cơm ở công ty và phải trốn vào trong VKC nữ. À, wait a minute, mình vào nhầm VKC nữ rồi, thôi kệ đi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi lượm cái trái thứ hai luôn này.
Để xem trái thứ hai nó thấy trái gì, mong là nó xịn. Cái trái đầu tiên là trái chóp, là thấy cái ngày hôm nay nó hơi hơi xui rồi. Trái thứ hai mà nó còn xui nữa, thôi tôi chịu. Nó không sao, chắc chắn là không đâu. Với cái nhân phẩm vô hạn của mình thì anh em biết mà, đúng không? Mình nhân phẩm vô hạn, nên bây giờ chắc chắn là mình sẽ nhận được trái như kiểu trái mình xin dự đoán đó chính là trái Gravity. Đồ rồi, trái bom á. Không biết nữa. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua đây để mình lựa, để xem trái gì nhá. Nhưng mà chắc chắn anh em sẽ là một trái xịn. Ok. Cái trái này nó không bay được cho nên đi hơi lâu anh em ạ. Ok. Nhanh lên, người ta không có thời gian. Cách 300m à? Ôi, vậy là mình biết nó ở bên Đắk rồi. Bên Đắk không biết có trái gì xịn không. Bên Đắk là phải có trái Đắk. Đúng chưa, bên Đắk là phải có trái Đắk. Ok, trái gì bay được là được rồi. Không cần biết là trái gì nghĩa là bay được. Nhưng mà sờ mốc cũng bay được mà ta. Ui tôi toàn thế. Mong là trái xịn đi anh ơi. Trái xịn đi. Đâu rồi? Hướng này. Anh em nhìn thấy cái trái gì chưa? Hình như là cái màu xám xám này là chỉ có hai trường hợp. Một là spring, hai là smoke, ba là string. Nhưng mà hiện tại thì ui tụt thẳng rồi, cái này là spring rồi. Đen thế. Cái tập hôm nay hơi đen anh em ạ. Ok, đây. Đấy, ok, ăn luôn này. Đen quá. Có nào giải đen được không? Ok, giờ ngồi đợi trái thứ ba luôn này. Chắc chắn trái thứ ba sẽ là một trái cực kỳ xịn sò luôn, cá với anh em luôn đấy. Ok, thì bây giờ trái ấp quỷ thứ ba nó cũng ra rồi anh em ạ. Phuh, thì không biết nó có sợ xa không, bởi vì nó cách có 200m thôi. Mình đoán là nó cũng nằm ở trong Kingdom Row rồi anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng trái Spring này như một cái trái để di chuyển, bởi bây giờ nó chẳng có tác dụng gì cả. Mong là một trái xịt sò vào. Hai trái đầu là như cướp rồi. Mong admin thương. Mong là trời độ. Độ ta không độ nàng không. Như lần này là trời độ rồi. Để xem trái gì nhá. Trái gì. Cái màu tím tím anh em ạ. Hình như nó lại. Cái meo gì đây? Hai lần trong một ngày. Oh shit. Hai lần trong một ngày thế các bạn. What the fuck? Nó có gần như vậy không? Thôi để mình. Thế mới cay chứ. Đùa nhau à? Trời ạ. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi đánh con Diamond đi. Để có thể. What the hell? À thôi, khỏi đánh. Để tí nữa mình dùng cái chóp để đánh sau, ok. Mày ăn nữa. Ui, hôm nay đen thế nhỉ. Ok, bây giờ ngồi đợi trái ác quỷ thứ tư luôn này. Ok. Bây giờ cái trái ác quỷ thứ tư của chúng ta ngồi ra rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm luôn này, nhưng mà nó ở hơi xa đấy. Ở khá xa nên chắc bây giờ mình phải đi lấy thuyền thôi. Lấy thuyền thì chắc nhanh mà. Và what the fuck man, mình toàn nhặt được cái trái không bay được, rất là cay. Ok, bây giờ mong là có một trái bay được. Giờ trái này phải trái xịn nha. 4 trái đầu là đều như xịt rồi đấy. À 3 trái đầu đều như xịt rồi đấy. Đến trái thứ 4 là phải hên hơn một tí. Ok, thì mong trái này nó sẽ một trái gì hơi xịn. Ví dụ trái Rumble chẳng hạn. Hợp lý không? Trái Rumble. Hoặc là trái gì đấy? Bay được là được rồi. Nghĩa đừng phải là smoke. Đừng là smoke là được.
Ok, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ lấy thuyền. Rồi, đi nào. Mình nghĩ là nó ở bên Đắc anh em ạ. Chắc ở bên Đắc đấy. Ở đúng bên Đắc Arena rồi. Bên Đắc là phải có trận Đắc cho nó hên. Nhanh 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 nhanh. Ui. Bên Đắc thật. Bên Đắc thật. Mong là trái gì đó ship sò 1 tỷ. Ok. Trái gì đây. Rồi, đến nơi rồi đấy. Ok. Chuẩn bị nào. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu này. Anh em thấy trái gì chưa? Anh em thấy. Ôi dồi ôi. Tự tử ngay. Tôi mà có cái nằm là ngón ở đây thì tôi cắn ngay vào mồm cho đỡ bực. Ui dồi, ui, trời. À. Hết cái để nói luôn. Không còn gì để nói về cái trái này, quá mạnh. Trái mạnh nhất game. À, lại phải ăn thôi. À. Cả 4 trái đầu tiên đều là những cái trái như xịt rồi nha. Đến cả trái thứ 5, trái cuối cùng của clip mà còn như xịt nữa. Thôi xóa game đấy nha. Admin làm ăn cho cẩn thận vào. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi đợi trái thứ 5 nhá. Chỉ mong trái thứ 5 là một trái xịt thôi. Có đừng như thế này nữa, 4 trái đầu đều như cứt rồi đấy. Mấy ông đừng đùa. Ok, giờ ngồi đợi này. Kiu kiu kiu. Thì bây giờ cái trái quỷ thứ 5 của chúng ta cũng đã xuất hiện rồi anh em ạ. Thì sau clip này thì mình sẽ clip sau của mình sẽ spoil trước cho anh em, sẽ là một clip mà phân tích khá là chuyên sâu đấy. Mình phải tìm kiếm gần 2 ngày mới có đủ bằng chứng để nói lên cái phân tích đó. Thì ok, đó là chuyện của clip sau. Còn đây là mình sẽ đi tìm nốt cái trái quỷ cuối cùng, trái thứ 5 này, để xem mà nó như thế nào. Chứ cái tập này nó đen đen quá. Quá đen. Cái tập này là cái tập đen nhất mà mình từng làm luôn. Có cái tập làm 5 trái thì 5 trái chóp thì may ra còn được. Nhưng mà trong tập này lại có cả trái survive rồi anh em ạ. Tại bây giờ chắc là nó ở bên Green Zone. Mà bên Green Zone thì thôi. Bỏ. Green Zone thì nó khá là nhiều trái dở mà anh em ạ. Cho nên bây giờ mình không thể tin tưởng được cái Green Zone này nữa. Trái gì đấy? Rồi. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Đen thế. Đâu rồi? Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Wow, mình không còn gì để nói về cái trái này nữa. Cái trái mạnh nhất game này, đắt nhất game này, xịn sò nhất game này. Đấy, không còn gì để nói về cái trái này nữa, nó quá đắt. Cực kỳ đắt luôn, xịn sò cực kỳ mạnh luôn. Mạnh nhất cái game này luôn. Ok, mình sẽ ăn trái này và sau đó mình săn con Fujitora và kết thúc clip này nha. Cay quá. Admin hôm nay có vẻ là đang khá là cay cú mình vì cái gì đấy rồi. Lừa nhau à? Admin lừa nhau rồi. Thế mới cay chứ. Mất dạy vờ lờ, em có làm gì đâu. Mà hôm nay cho em toàn cái trái nó xịn như thế này. Toàn trái xịn như thế này thì đánh đấm gì. Tự vắt nổ này. Úi dồi ôi, bị một chém 1.000 máu. Bùm. Ok. Đấy, săn bằng chế bom thì anh em cứ dùng chiêu 1 mà bạn. Ủa rồi, đây. Dùng chiêu 1 này đấy. Khá ngon, chiêu 1 khá ngon. Rồi. Ok. Ê,
Bấm nhầm chiều 2, bấm nhầm chiều 2. Ok, bây giờ liên hoàn thường quyền này, nhưng mà ok, anh ấy không thả thiên thạch rồi. Đấy, vừa mồm vừa nói xong. Mình phải nói là mồm mình thiêng quá cả đã. Ok, một bắn này. Tự phát nổ ấy. Tự phát nổ. Và cái không trúng. Ok, lướt phát chơi. Lại thả thiên thạch à. Thả có tới đâu mà thả. Thả có tới đâu. Đây, bắn này. Một đấm này, bay giờ bay xa quá. Ui, bật Haki con sát lên, cẩn thận rơi vào mồm. Ui, vẫn bị mất máu. Wow, đánh với con này đúng là mệt thật anh em ạ. Ui, nếu như dùng trái khác thì có thể mình cân con này lâu rồi, nhưng mà dùng trái bom thì nó hơi khó. Ok. Ok. Đúng rồi, trái đắt nhất game, mạnh nhất game của khác. Sunbot Easy VL. Đấy, anh em sẽ thấy là mình sunbot rất là dễ bằng cái trái này luôn. Hôm nay tập này đen rồi. Hơi đen rồi, tập này hơi đen rồi. Anh em nào mà thấy tập này đen thì thương tôi like và subscribe nhiều à. Share luôn đi. Để xem độ đen của tôi như thế nào nhé. Quá đen rồi, tập này quá đen. Tập này quá đen. Ok. Nổ. Rồi, ok. Thì cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi nha. Nếu như anh em thấy hay, hãy like và subscribe cho mình. Đấm nát nút like, đấm nát nút subscribe, đấm nát nút chuông để sẽ nhận nhiều thông báo khác nha. Bây giờ thì bye.